Thế đang xin phép bố chưa? À, dạ vâng. Bố cho anh đi chung một tí nhá. Con đi học thêm môn hóa, con học giỏi hóa lắm. À thế à, H2 cộng với O2 tạo thành gì? À đúng rồi bố ơi, là hô hô bố ạ. Đi đâu thế con? Bố ơi, con đi lao động bố ạ. Thế sao đi sớm thế, bây giờ 12 rưỡi mà. Con đừng có ý thức trách nhiệm, con phải làm gương cho các bạn bố ạ. Cái này phải đánh giá và nhân cách đạo. Alo cô giáo chủ nhiệm à? Hôm nay lớp cháu Quân có lao động không cô? Hôm nay là Tết dương lịch, toàn trường được nghỉ mà anh. À vâng, cảm ơn cô giáo. Đi đâu thế con? Con đi chơi với thằng Nam bố ạ. Thế mà thằng Nam nó vừa nói với bố là chúng mày định đi trêu chó. Ở đâu? Con với lối hẹn nhau 3 giờ chiều nay chơi liếc mà bố. Con với lối hẹn nhau 3 giờ chiều nay chơi liếc mà bố. À ơi, con đi học nhóm tiếng Anh bố ạ. À thế à? Vâng bố ạ. Chance Nate in to Vietnamese. Ok ok. How are you? I'm fine and you? What? Con đã. Mày quên gì ạ? Quên gì hả bố? Hả? Ding ding ding. À vâng, con xin. Ai ơi mà. Đi đâu thế con? À thôi, con đi đến viện thăm bạn bố ạ. Thế đã có tiền chưa bố cho này? Thôi bố ạ, con đã có 30k rồi bố. 10k, mua lon bò húc 10k, mì tôm trứng 10k, nộp tiền hết. Đúng không con? Sao bố biết?